Tướng Breuer nhận định Ukraine chưa thể phản công vì điều kiện thực địa chưa cho phép, song khẳng định công tác chuẩn bị của họ tiến triển tốt. Chánh thanh tra quân đội Đức, Đại tướng Carsten Breuer tuần trước tới Ukraine và gặp tư lệnh Valery Zelensky cùng Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Ryzhnikov. Họ giải thích cho tôi về phương thức chiến đấu trên tiền tuyến, tướng Breuer ngày 10 tháng 5 cho biết. Mặt đất còn ẩm và lầy lội, trên những cánh đồng còn nhiều vũng lớn. Điều kiện cho một đợt tiến công toàn diện chưa xuất hiện trong vài tuần qua. Tuy nhiên, tướng Breuer khẳng định thấy rõ trong các cuộc thảo luận rằng Ukraine đang triển khai kế hoạch cho đợt phản công. Ông cũng cho biết Ukraine đang sử dụng xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất trong các cuộc giao tranh, song không nêu chi tiết địa điểm. Tướng Breuer khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đây là ưu tiên hàng đầu của Berlin. Ông đánh giá chiến sự Nga-Ukraine bộc lộ hạn chế trong đào tạo và dự trữ vật tư của quân đội Đức. Ông Breuer cho rằng phương Tây tới nay có cái nhìn thực tế hơn về năng lực của quân đội. Nga và Ukraine nói riêng rất giỏi trong đánh giá những gì Nga có thể và không thể làm. Chúng tôi luôn đánh giá tình hình và xem đối thủ có những lựa chọn nào, cũng như cách thức cùng thời điểm họ có thể sử dụng chúng, tướng Breuer nói. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập tới chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Giới chức Ukraine tuyên bố sẽ mở chiến dịch khi thời cơ đến và khẳng định đợt phản công sẽ khiến cả nước Nga hoảng loạn. Tài liệu của Lầu Năm Góc bị dò dỉ gần đây cho biết Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở phía Đông và phía Nam. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ lo ngại nguy cơ bị công kích nhiều mặt nếu đợt phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể. Một báo cáo được soạn hồi tháng 2 nhận định Ukraine khó đạt được mục tiêu trong đợt phản công. Các báo cáo gần đây đánh giá Ukraine có thể đạt bước tiến ở miền Nam và miền Đông, song không thể lặp lại thành công như đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9 năm 2022 ở tỉnh Kharkov. Giới chức Ukraine đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng về chiến dịch phản công do lo ngại những gì diễn ra có thể không như mong muốn. Nhiều chuyên gia phương Tây nhận định sau khi Nga củng cố phòng tuyến dài hơn 1.000 km, các đơn vị Ukraine khó có thể tiến xa trong đợt phản công với nguồn lực hiện nay.